hậu bê bối bị bắt vì mua dâm Lý Dịch Phong bị tước mất 2 giải thưởng quan trọng. Sau khi dính phải bê bối, Hoa Đình đã đưa ra thông báo thu hồi 2 giải thưởng mà Lý Dịch Phong giành được. Chiều ngày 11 tháng 9 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Lý Dịch Phong bị công an bắt giữ vì hành vi mua dâm. Thông tin trên ngay lập tức đã khiến truyền thông châu Á một phen dậy sóng. Hiện tại, những thông tin về nam diễn viên vẫn đang bạo đỏ trên các bảng hot search Weibo và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Ngay sau khi vụ việc trên bị phanh phui, giải thưởng nghệ thuật Trung Quốc, Hoa Đình đã đưa ra thông báo thu hồi danh hiệu Thị Đế 2017, Thành Vân Chí và nam diễn viên chính cổ trang xuất sắc nhất 2010. 5. Cổ kiếm kỳ đàm của Lý Dịch Phong. Hành động thẳng tay này của Hoa Đình đã nhận được nhiều phản hồi đồng tình từ phía khán giả. Hầu hết mọi người cho rằng việc thu hồi 2 danh hiệu lớn này là hoàn toàn hợp lý và cần thiết để tránh ảnh hưởng tới uy tín của lễ trao giải này. Không những vậy, dân tình còn kêu gọi các giải thưởng khác tịch thu lại hết những danh hiệu mà Lý Dịch Phong đã nhận được thời gian vừa qua. Lý Dịch Phong là nghệ sĩ được người hâm mộ ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đặc biệt yêu thích về cả ngoại hình, diễn xuất và giọng hát tuyệt vời. Tên tuổi anh trở thành hiện tượng khắp châu Á và trở thành bình lưu qua vai diễn Bách Lý Đồ Tô trong phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Những bộ phim để đời trong sự nghiệp nam diễn viên có thể kể đến như Thành Vân Chí, Đạo Mộ Bút Ký, Chu Tiên, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Hạnh Phúc Ngày Nắng. Những năm gần đây, nam diễn viên trở lại màn ảnh với các bộ phim như Kính Song Thành, Ám Dạ Hành Giả nhưng không được đánh giá cao. Cùng theo dõi Sao Star và cập nhật thêm những thông tin mới nhất liên quan đến nam diễn viên Lý Dịch Phong.